Có lần con đi cúng dường Đạt Bát Chư Tăng, con thấy một số đồ ăn được Chư Tăng giữ lại, còn một số thì được Chư Tăng xả bỏ và phát lại cho Phật tử. Sư cho con hỏi phước báo của người cúng dường được các sư nhận và thọ dụng với người cúng đồ ăn các sư xả bỏ có gì sai khác không? Con xin cảm ơn sư. Nó sai khác ở cái chỗ thứ nhất á, là khi mình cúng dường như vậy là mình cúng là nô lệ thí, bằng hữu thí hay là chủ nhân thí. Có những cái mình cúng mà nó chỉ đơn giản là cái đồ nô lệ thí hoặc là bằng hữu thí thì sư, cái này sư nói nó hơi phàm một tí nha. Tại vì có các sư vẫn còn phàm cho nên là vẫn sẽ có một số vị chưa có chánh niệm lắm. Thì đương nhiên là khi mà chọn đồ ăn thì các vị đó sẽ chọn đồ ăn ngon các vị đã ăn. Cái chuyện đó chuyện hết sức bình thường của một người phàm. Khi mà mình cúng quá nhiều đồ ăn thì bây giờ đồ ăn nhiều quá thì bây giờ mình lựa cái gì thì hiếm vị nào lắm, hiếm vị nào mà lựa đồ dở ăn lắm. Rõ ràng thì các vị đó sẽ lựa cái mà mình thích ăn, cái mà mình thích ăn, mình hoan hỷ mình ăn hơn, thì các vị đó thường sẽ chọn cái mà phù hợp với các vị đó. Cho nên á, tại sao sư nói cái này, nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đó là lý do tại sao ông Cấp Cô Độc và đặc biệt là bà Quý Sa Kha mỗi khi có ai đó muốn cúng dường đến Chư Tăng á, thì đều mời hai vị này. Tại sao vậy? Bởi vì hai vị này là chuyên môn để ý Chư Tăng thích ăn cái gì, Chư Tăng muốn cái gì, cần cái gì, thì hai vị này sẽ gợi ý à, bạn nên nấu cái món này, bạn nên làm như thế này, thì Chư Tăng các vị ấy sẽ hoan hỷ. Còn những người không hỏi á, thì sẽ gặp một số trường hợp Chư Tăng hỏi ủa cái này cái gì vậy, rồi một số vị sẽ ngần ngại và không ăn. Điều này được nhắc đến hình như trong một đoạn chú giải có nói về cái tầm ảnh hưởng của ông Cấp Cô Độc và bà Quý Sa Kha, đúng rồi, trong chú giải Pháp Cú đó. Cho nên là một cái điều mà khi quý vị cúng dường á, thì như trường hợp bà Quý Sa Kha thì luôn luôn bà luôn luôn để ý Chư Tăng thích ăn cái gì và ăn cái gì là phù hợp với các vị đó và bà cúng. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa cũng là ở trong chú giải Pháp Cú thì cũng có nhắc đến một người nông dân khi mà cúng dường đến một vị tỷ kheo thì vị tỷ kheo này lại là cái vị không có tu, không, nó không tu thì hơi kỳ tại mình ai biết đâu, nhưng mà nói chung là vị này thiếu chánh niệm cho nên là vị này không có ăn mà đem bỏ rồi ăn cái khác. Thì cái người nông dân này là không có buồn mà vị ấy chỉ suy tư là chắc đồ ăn mình dở quá, nó thấp kém quá cho nên là vị này mới không có ăn. Thì người nông dân này á mới nỗ lực đi làm tích góp kiếm tiền hẳn 3 tháng trời, sư không nhớ là 3 tháng hay 6 tháng, để gom góp để có tiền á, mua đồ ăn thượng hạng để cúng dường đến Chư Tăng. Thì khi vị ấy cúng dường á thì cái người này rất hoan hỷ bởi vì khi đó là đồ ăn thượng hạng. Cho nên ở đây sư nói qua một vấn đề nữa để quý vị thấy và mình lưu ý để việc cúng dường của mình á được tốt hơn. Rồi cái thứ hai á là mình xét đến cái việc là vị tỷ kheo khi mà cúng dường nhiều đồ ăn như vậy thì có món vị đó ăn, có món vị ấy xả, đúng không? Thì khi Đạt Bát cúng dường, sư giả sử là đồ ăn quý vị cúng dường là như nhau
tức là hai người đều cúng dường thực phẩm thượng vị, đều cúng dường chủ nhân thí với sự chú tâm như nhau, với cái tác ý như nhau, tất cả là mọi thứ như nhau nha. Sư giả sử là tất cả ngang bằng nhau, hoặc là sư giả sử là mình cúng dường đều hai gói xôi y như nhau. Thì vị tỷ kheo ăn một gói, xả một gói. Trong trường hợp đó, khi mà cúng dường phước của hai người là như nhau. Tại sao sư phải tách ra như vậy? Bởi vì có rất nhiều cái điều kiện để quyết định phước của một người nhiều hay ít, cho nên là sư giả sử đây là như nhau hết cho dễ. Thì khi đặt bát cúng dường á, là phước của hai vị như nhau. Nếu như hai vị đó đi về và sau này khi mà suy tưởng lại hai vị đều hoan hỷ như nhau thì phước như nhau, không có gì thay đổi. Tuy nhiên nếu như một vị thấy vị tỷ kheo đó ăn đồ ăn của mình, vị ấy sanh lòng hoan hỷ hơn thì vị ấy sẽ có phước nhiều hơn. Cái phước nhiều hơn đó là do vị ấy hoan hỷ, thì vị ấy lại có thêm một cái trạng thái tâm nữa, khiến cho cái phước nó trổ nhiều hơn. Còn vị kia đó, nếu như mà vị ấy thấy là xả bỏ mà vị ấy vẫn hoan hỷ như thường thì vị ấy vẫn có phước. Còn nếu như vị ấy cảm thấy buồn vì đồ ăn mình cúng dường mà chư tăng không ăn á, thì phước nó sẽ không bằng vị nhìn thấy chư tăng ăn và hoan hỷ. Thì nó thuộc về trạng thái tâm. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây thì quý vị biết, quý vị phải hiểu và biết rõ một điều là quý sư ở đây là không có đưa một cái, nghe không đưa được một cái tiêu chuẩn gọi là nó đúng nó sai, mà là quý sư sẽ đưa ra nhiều cái trường hợp nhiều đó như vậy đó, để cho quý vị hiểu rõ là cái trường hợp nào trong trường bối cảnh này là trường hợp này là nó sẽ diễn biến tâm nó như thế nào, quả phước thế nào, hay trường hợp kia thế kia nó như thế nào, mình phải hiểu rõ. Chứ mình nghe không khéo mình nói mình nghe không khéo mình bài chấp bài nhán lại mình nghĩ là mình lại nghĩ là ông sư Hành Tuệ hay ông sư Thể Tường nói là lúc nào cúng dường phải đồ xịn này nọ mấy ông sư mới dùng, đúng không? Đồ xịn mấy ông sư mới dùng rồi ông mới dùng mới có phước đó, không phải thì hiểu gì, không phải hiểu gì rất là nguy hiểm nha. Cho nên sư nhắc lại là ở đây quý sư chỉ đưa ra những rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều khía cạnh để vị hiểu đó, chính là nhiều khía cạnh, nhiều trường hợp đó quý vị, từ đó quý vị nghĩa là mới linh hoạt, đúng không? Mình mới vận dụng trí tuệ, mình biết là vào lúc nào nên áp dụng trường hợp nào vào những đối tượng nào, đúng không, để cho mình cái quả phước của mình nó được thù thắng. Thì ở đây sư lại phân tích một khía cạnh mà khác nữa là như vậy, là ở đây là qua câu hỏi này cái việc qua câu hỏi này thì vị này hỏi là sư cho câu hỏi phước báo của người cúng được các sư nhận thọ dụng với người cúng đồ ăn với các sư xả bỏ thì có sát khác không? Thì vốn dĩ ở đây là có một cái câu mà thật sự là quý vị thiếu, có hai một cái chữ vị thiếu là sao, là cúng được các sư nhận và thọ dụng với đồ ăn các sư xả bỏ. Thật sự là ở đây là phải thêm như cái vế sau, phải thêm gì nè, là cái người mà cúng đồ ăn được các sư nhận nha, nhận và các sư xả bỏ thì mới đúng hơn thưa vị. Chứ không phải là, tại vì sao sư nhấn mạnh chỉ nhận là như vậy nè, giống như có những cái bản thân sư đi, thí dụ bây giờ sư không có dùng được cái sữa tươi thưa vị, sữa tươi khi mà quý vị á, mà cúng dường sư á, thì sư vẫn nhận, vì hiểu không, nhưng mà vẫn nhận đó, sư vẫn nhận rồi xong rồi sư mới cúng dường lại cho những vị sư khác đó, vì hiểu mà, đó là cũng là một trường hợp xả. Cho nên á, là quý sư vẫn nhận, cho nên thời điểm đó nếu quý vị có đủ tâm tư, có đủ tâm đại thiện hợp trí thì cái phước báo nó vẫn thù thắng, chứ nó không có gì hết. Nhưng mà có điều là sư xin nhấn mạnh cái điểm này nè, ở lại một khía cạnh khác nữa,
ở cái cạnh khác là nếu mà quý vị nghe vấn đáp á, mà quý vị không suy luận trường hợp không cụ thể á, là quý vị dễ rơi vào dính mắc. Dính mắc là điều gì? Tại vì quý vị không hiểu ý đức hành tại á, hay là ý của sư, thì quý vị sẽ nghĩ là nãy sư hành tại có nói là cúng dường là phải chư tăng mới được ăn rồi mình nhìn mới có phước, rồi mình cũng hoan hỷ này nọ. Đó không phải. Thưa vị, cái đặc tính bố thí là cái gì? Đó chính là ly tham. Và trong thất thánh sản vị biết rồi đó, là có một cái trạng thái tâm gọi là gì, là thí xả. Có nghĩa là mình bố thí để gì? Mình đối trị với lòng bổn sản, mình xả bỏ. Mà mình bố thí đúng nghĩa với tâm hợp chí là mình, khi mình dâng đến chư tăng, mình hoan hỷ đến chư tăng, thì mình đây là tâm đại thiện nè. Rồi cộng hợp chí là gì? Mình biết à, đây là chư tăng, là phước điện chư thiên nhân loại, và mình cầu mong thoát khỏi sự tử luân hồi. À, rồi mình đầy đủ tâm tư là trước khi cúng, sau khi cúng, trong khi cúng và sau khi cúng, hoan hỷ. Rồi cái chuyện mà gọi là sau 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 cái hậu kỳ đó, ông chư tăng đó, sử dụng cái đó như thế nào đó, đó là chuyện của chư tăng. Thì suy nghĩ là quý vị nên cứ phân tập cái tâm này nè, thì nó mới là tốt hơn, để không khéo đó, là mình dễ rơi vào dính mắc. À, ví dụ bây giờ cúng dường trong sư hành tại sư tường, ông sư tường một cái gì đó là ông phải ăn, ông phải dùng cái đó, tại vì mình không hiểu, mình nói là phải ăn phải dùng cái đó là mới mới có phước. Nó khổ gì như vậy, rồi mình dính mắc nên mình ổng không ăn, nghĩa là cúng cái gì phải muốn mình sẽ phải dùng được, phải ăn được đó. Cái nghĩa là đưa đây dùng sử dụng từ muốn nha, cái muốn mà cũng muốn về thiên nhiệt tham đó. Còn cái muốn bị muốn cái sự tốt đẹp là cúng dường cái thức ăn ngon, cúng dường bụi tốt, không cúng dường cái phương tiện di chuyển để cho quý sư sử dụng nó thoải mái, nó tiện, nó lại là một trạng thái khác nữa. Cho nên ở đây thì mình phải phân định rõ, không? Nhưng mà sư có một lời khuyên quý vị là, nhưng mà phàm á, là bố thí á, mình nó phải cố gắng làm sao mình phải dứt được cái trạng thái mà nó xả bỏ hoàn toàn, nó không có dính mắc là tôi bố thí cho ông sư của tôi bố thí cho tăng đoàn của tôi, đúng không? Tôi bố thí để ông đó, cái ông đó, ông sư đó phải xài cái đó, phải dùng cái đó, hay là cái tăng đoàn, hay là hội chúng tăng ở cái chùa đó đó là phải xài cái đó, phải xài của tôi, còn không xài là, còn không xài là tôi không có phước, tôi khó chịu. Cái đó không, cái này là không phải nha. Trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư chỉ mong là quý vị qua nhiều cái trường hợp mà sư đưa ra, thấy không? Sư và sư hành tại đưa ra thì mong là quý vị làm sao mà khi mà mình làm các thiện pháp, không chỉ riêng cái thiện pháp mà gọi là cúng dường, tất cả thiện pháp, thấy không? Giống như là đó, giống như là bố thí nè, rồi cung kính này, phục vụ các kiểu này nọ đó, các thiện pháp thì quan trọng nhất là mình phải làm với cái tâm mà hợp chí, có nghĩa là có sự xả bỏ với cái đối tượng mà đích, với đối tượng mà mình làm thiện pháp, đối tượng mình bố thí đó, không? Hoàn toàn, chứ mình không có dính mắc là công sư đó của tôi hay là tăng đoàn của tôi, và bố thí là phải xài đồ của tôi. Phải dùng đồ của tôi, không? Thì cái này là mình rơi vào một cái dính mắc, mà nếu mà không được như ý mình đó, thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ đôi khi nó mất đi tâm tư mình, mất đi tâm tư của mình, mất đi một trong tâm tư, thì nó thậm chí là đôi khi lại mất lý trí nữa đó, thì nó dễ rơi, nó khó mà huân tập ba la mật được. Mà nếu mà thiếu yếu tố ba la mật thì vì biết rồi đó, thì làm sao mà chúng ta rút ngắn được sinh tử luân hồi được. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.